Ngày 4 tháng 10, tại tỉnh Sóc Trăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Bà Rịa Vũng Tàu để thống nhất phương án tuyến dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia 110 kV cho huyện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu. Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tổng chiều dài tuyến gần 104 km, từ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, vượt biển đến Côn Đảo. Tổng kinh phí thực hiện dự án là gần 5.000 tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2026. Dự án với mục tiêu cấp điện ổn định, an toàn cho Côn Đảo phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng mong mỏi của nhân dân Côn Đảo. Ngày 4 tháng 10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày qua gây ngập hơn 19.000 hecta lúa trên địa bàn huyện Thới Bình và U Minh. Nhiều tuyến đường và một số khu vực cũng bị ngập nặng. Tại Kiên Giang, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp, một số địa phương trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc và gió mạnh trên biển, gây thiệt hại tài sản của người dân. Ở xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, mưa lớn từ trên núi đổ xuống khu dân cư quanh đảo, cuốn theo bùn đất, đá tràn vào nhà dân, làm hư hại tài sản. Có 24 hộ dân tại hai ấp Bãi Nam và Bãi Chướng bị thiệt hại. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra cho xã đảo Hòn Nghệ ước hơn 500 triệu đồng. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, ngày 4 tháng 10, mực nước trên sông Hậu tại thành phố Cần Thơ là 2,09, cao hơn báo động 3 là 0,09m. Nhiều tuyến đường, hẻm tiếp tục bị ngập nặng. Hiện các địa phương đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ người dân ứng phó triều cường và mưa lớn. Nhận định về tình hình bão Coi-Niu, chiều ngày 4 tháng 10, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, bão Coi-Niu đi vào Biển Đông nhưng ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, cách Phúc Kiến, Trung Quốc 150 km về phía Nam. Sau đó bão di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão Coi-Niu trên đất liền, chiều tối và đêm ngày 4 tháng 10, khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Ngày 4 tháng 10, nguồn tin của báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên đã nộp hơn 103 tỷ đồng vào kho bạc nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Đây là số tiền sử dụng đất tăng thêm mà công ty Trung Nguyên phải nộp vào ngân sách nhà nước sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại dự án khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 45 hectare do công ty Trung Nguyên làm chủ đầu tư. Tháng 10 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định giao không qua đấu giá quyền sử dụng đất hơn 19,3 hectare đất giai đoạn 1 cho công ty Trung Nguyên làm dự án trên. Công ty Trung Nguyên đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp 625 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước đối với diện tích đất được giao tại dự án khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh. Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các sở ngành của tỉnh Đắk Lắk đã họp xác định lại giá đất và tăng thêm 103 tỷ đồng đối với dự án khu đô thị Suối Xanh mà công ty Trung Nguyên đang thực hiện. Chiều ngày 4 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố hai người, gồm Nguyễn Thanh Giang, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, gọi tắt VIM, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng hành vi, cơ quan điều tra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hồ Mạnh Tuấn, cựu trưởng phòng kỹ thuật VIM, chủ tịch hội đồng quản trị VIM Courier,
giai đoạn 2003-2009, Phó Tổng Giám đốc Vim giai đoạn 2010-2021. Theo điều tra, trong các năm 2005 và 2011, ông Nguyễn Thanh Giang đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền, trong đó có Hồ Mạnh Tuấn, từ năm 2016 đến nay, lập các báo cáo tờ trình mua 305 bộ khuôn dập hiện không có giá trị sử dụng, gây lãng phí số tiền là gần 27 tỷ đồng. Ngày 4 tháng 10, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và tổ chức nhân đạo Golden West, dự án Peace Trees Việt Nam Quảng Bình phối hợp xử lý thành công quả bom phá nặng 337 kg. Theo thông tin, trong lúc đào đất ở khu rừng tràm thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, người dân tình cờ phát hiện quả bom lớn chưa nổ. Nhận tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình chỉ đạo lực lượng công binh phối hợp tiến hành kiểm tra xử lý. Qua kiểm tra cho thấy, đây là bom đa năng của Mỹ có ký hiệu M-117, chiều dài 1,2m, nặng 337 kg. Trong vòng bán kính 400m từ vị trí quả bom có 55 hộ dân với 225 nhân khẩu sinh sống. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, các lực lượng chức năng đã thống nhất tiến hành xử lý bằng hệ thống máy cắt bom di động. Theo đó, đầu và đuôi bom chứa kiếp nổ sau khi cắt rời được xử lý đốt cháy cùng thuốc nổ trong thân bom để giữ lại nguyên vẹn vỏ bom bằng thép.